Thưa quý bà con cô bác, Ngọc Quyền đang ở ngay xã ngay huyện Bảo Lạc, nhưng mà vào xã gì không biết luôn. Đi nãy giờ mà nó lắc quá rồi, nhức đầu quá luôn. Còn ngay kia là biên phòng, là Việt Nam của chúng ta và Trung Quốc. Em trai ơi, góc biên phòng của mình ở đây phải không? À không, ở đó đâu có được quay. Dạ không có quay, chỉ nói thôi. Đó là đó bên kia đồi núi bên kia. À mình không có quay cái biên phòng. Nhưng mà hiện giờ Khương Dừa và Ngọc Huyền đang vào để mà giúp đỡ cho một cái ngôi nhà dân của mình là bị sạt lở lấp hết rồi, gọi là mất nhà luôn rồi. Thôi mời quý bà con cô bác chúng ta cùng vào trong với Ngọc Huyền nha. Dạ. Thùy với Khương Dừa đang phỏng vấn anh chàng đó. Bà con có thân mến, thì sáng giờ thì là Khương Dừa đi, rồi chị Ngọc Huyền đi, rồi Thùy đi. Đó, rồi giờ lại nhập đoàn, là tách đoàn. Tách đoàn thì là Vân Vân với lại mấy bạn nhỏ là đi bên kia cũng hỗ trợ các hộ bị sập nhà do bão lũ. Bên đây Khương Dừa với chị Ngọc Huyền với lại Thùy đi để cũng tới thăm hỏi bà con cô bác, cũng là những hộ bị sập nhà. Ồ. Chị không có nói hả chị Huyền? Không, chị không có nói. Trời ơi nắng. Nè chị đòi đi. Lấy nón boss vào. Dạ. Ủa sao không thấy cái gì hết trơn hả? Rồi tivi tủ lạnh gì đâu nó sập. Chắc em đi hết rồi. Nó vùi hết sao? Nó vùi hết hả? Vùi hết rồi. Vùi hết, mất hết luôn hả em? Mất rồi. Đã nằm trong đống đó hả? Có lượm lại được cái gì không? Trong này trong. Sao thấy gì vậy? Không, vẫn còn ít nữa, mình chưa mang lên hết đồ. Vậy hả? Chưa xe may được, lấy một số. Rồi giờ làm sao? Giờ là ở tạm, tới khi nào là có được hỗ trợ xây nhà thì mình mới có nhà là mình ở. Khỏi đi là có điều kiện à, tính sau. Bây giờ thì không kịp rồi. Không kịp hả? Bây giờ thì được sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể của cấp trên thì tạo điều kiện đỡ thì khỏi đi mà làm tiếp nữa. Ừ. Làm tiếp là làm gì? Tìm được tiền thì lại đi kiếm tiền về các nhà hả? Vâng. Kiếm ở đâu? Kiếm gom góp được tí nào thì vậy lắm. Cái nhà đó em cất nhiều? Em mà đi làm đi tầm tính cả tầm mua các thứ này là đi 60 triệu. Cất sao mà nhà 60 triệu? Múc là múc cái nền là cũng đi 60. Mà xã em bằng công việc gì? Cũng nông nghiệp đó, trồng trọt đó. Vâng. Em người đồng bào nùng hả? Nùng. Rồi cất thì đâu có cất đây được nữa hả? Chứ nó sạc nó ghê quá, sao cất được? Cất sau này lấy máy về tiếp nữa. Cất ở đâu? Nó sạc dữ lên. Nếu mà em cất thì em cất đâu? Đất này hả? Dọn xuống đây đi chứ. Xuống đây cất hả? Xuống đây cất hả? Sao xuống đây cất được? Đổ đất xuống đây nhá. Đổ đất à? Đổ đất đây hả? Dưới này cũng sạc đâu. Trời ơi trời. Sợ lắm. Trời ơi ghê vậy trời. Sao xây được em? Đổ đất xuống đây. Đổ đất thôi, xây lại đấy. Hay là nếu không được thì tìm chỗ khác nữa. Như nào? Nếu không được, có xin anh em. Ủa được. Hay là mua. Mua hả? Tiền không mua. Đi nhà không mua. Vậy. Ủa nhà này ai? Đây đổ gì? Nhà em con chú. À. Đây là anh. Hai anh em. Nên nó cũng không bị thôi, nếu bị chắc cũng đi. Đây là bên này nó. Còn ngay bên đó. Bên này là không bị sạt nha. Bên này là không sạt. Sạt là chắc. Bố em cất nhà vậy đó, bự vậy. Sạt là không chịu được. Kiên cố cũng đi thôi, cái này nhiều đấy. Còn cái xác của bị dọn rồi dùi nó đâu hả? Cái xác nhà? Vâng. Không hiểu. Cái này ngộ ghê. Cái xác là cái chỗ bỏ tiền nghe em. Không có đâu, trời ơi. Đứt túi còn không có. Lấy đâu mà kết sắt để dùng. Tiền không có đâu. Cái nhà chú bỏ hả? Vâng. Bây giờ không để thả không mà cái trái bò cái trái nuôi bò lại không có bị sập
Mà nó sập ngay đúng cái nhà của mình. Này nó chưa ra đến. Này nó là ở ngoài. Ừ. Cái này thì nhìn nó cũng không có kiên cố lắm ha. Đúng rồi, mà sao cái này lại không bị sập nè? Nó không đến, không đến. Nó không tới vậy. Không tới, ở đất không tới. Như lại nó cũng trống rồi, có cái lỗ lụa hả? À, nó không có đồ dập. Em cũng là hộ khó khăn ở xã hả? Vâng, em vẫn thuộc hộ nghèo. Nghèo, nghèo hả? Vâng. Hộ nghèo, gia đình này thuộc hộ nghèo. À. Hồi nãy chị nghe không có rõ ở xa em, còn em làm gì? Làm đẩy làm nương chị? À, làm đẩy làm nương thôi hả? Đẩy nương. Ở đây mình trồng gì em, ruộng lúa hay là gì? Lúa nhưng mà chăn nuôi cây đến cây hồi cây quế. Rồi cái chuồng bò mình có bò có bị gì không? Không bị đâu. Rồi nó đi đâu rồi? Đi đâu thả à, di rời kịp đúng không? Được mấy con? Kịp mà chưa lên ở. Được mấy con? 3-4 con. Ừ. Bán được chưa là phải nuôi nữa cho nó nuôi rồi. Dạ. Nuôi để có cái gì cần thiết thì mới bán. Rồi, thầy bảo vừa đi vay tiền về để. Vâng, tiền này năm ngoái là vay ngân hàng chính sách được 40 triệu để lấy về làm. Vay xây hè chi mới tin. Cất nhà hả? Vâng. Mới vay cất nhà. Vừa vay tiền đi xây nhà. Năm nay nhà ta vay. Rồi trả được ngân sách bao nhiêu chưa? Chưa đâu. Mới tôn còn mới tin mà chị. Tôn còn mới tin là chưa. Giờ là nói ngân hàng sách nhà tôi bị sập rồi cho tôi xây thêm nữa tôi cất nhà. Rồi sao? Coi như tiền sập hết rồi đúng không? Hoặc là giờ là tôi không có tiền trả về ngân hàng chính sách xuống tôi gửi lại cái nhà. Tôi giờ chỉ còn mấy tôn nữa. Ông mà đá này nó không chắc em. Gạch ba banh chắc đấy. Chắc hả? Mình còn làm thấp. Thấy cái hồ này nó không chắc. Hồ nhìn gì đâu mà sao nó lỏng léo vậy? Cấp 4. Gọi là cấp 4 để đủ thôi. Hộ nghèo mà. Nhưng nếu có điều kiện thì làm sâu thì được. Mà nhìn ảnh vui vẻ quá ha, mặc dù nhà bị sập chưa thấy anh không có buồn. Không thiệt hại về người là mừng trước đã. Đúng rồi. Vì thấy họ mình nhiều. Không thiệt hại về người là mình mừng trước cái đã. Lạc quan tinh thần. Vâng, cảm ơn. Ăn ngủ với em. Dạ, ở đây địa phương đồ cũng quan tâm rồi thăm hỏi khảo sát kịp thời. Nhưng mà lúc đó có ai ở đây không? Không có, không có người. Người cũng thấy tivi điện thoại thì là ở chung nhà ông chú chứ lên mà không ở đó. Lúc đó là thấy bảo không ở mới lên kia ở hả? Vâng. Tivi đồ anh Kiên đi luôn rồi hả? Vâng, chưa mang lên. À, chưa mang lên, chưa mang kịp đi. Mang lên là đã bị sập. Không, nếu không sập là hôm qua mới làm vào nhà mới dọn đồ lên, chưa kịp lên đâu. À, vừa vay tiền lên chuẩn bị di chuyển đến ở. Xem ngày chưa ra ngày, chưa được ngày lành tháng tốt, chưa vào nhà. Chưa ở luôn. À, chưa ở luôn. Trời, trời ơi trời, vô phải đi vô. Chưa được ngày tốt hả? Chưa ngày tốt. Nếu mà ngày tốt thì là sập khi trong này đây nhiều. Nếu ngày tốt là đi. Có ngày tốt ở là nguy hiểm rồi đó. Trời là trời. Không là đúng là tại vì cũng là tân gia luôn. Chưa kịp ăn tân gia luôn. Coi kỹ lắm. Được ngày tốt có khi vào là cũng có khi cũng nguy hiểm nữa. Đúng rồi. Còn may đấy. Nghĩ là nhà ô nhà tôi kiên cố rồi tôi đi chi. Cách bao lâu mất bao lâu? Cách xuống đây tầm 3 cây nữa. Không, nhà này mình cất luôn, bữa mình mất lâu cái tháng rồi. Xây được bao nhiêu lâu? À, được à. Xây bao nhiêu lâu thì xong cái ngân nhà này? Thời gian cũng không nhớ, đi lấy khác làm, lấy công thì họ về giúp mỗi ngày. Thì lấy công thời gian ở chẳng là một năm. Mình giúp họ giúp mình chứ không mà tha tơ là xây tổ vậy hả? Thôi thì cũng còn may, tức là chưa có ở mà, đâu có đồ đạc gì đâu, có cái nhà thôi. Chẳng qua là mất tiền, bây giờ là tìm gì để trả nợ ngân hàng luôn. 40 triệu. Ngân, ba đây là Ngân. Bây giờ trả tiền là còn trả tiền lãi đó, còn chưa trả tiền gốc đấy. Coi kìa. Bây giờ cứ lo tiền trả lãi chứ chưa tính trả gốc nữa đấy. Nhưng mà trước đó là cũng chỗ này là đất trống em chưa cấp nhà phải không? Vâng. Ở chung với chú ruột hay sao? Ruột. Ủa sao lại ở chung chú mà không phải là ở chung với ba mẹ? Cả mẹ cũng ở cùng á. Bây giờ mẹ ở cùng hả? Mẹ cùng, bố đi mất rồi. À bố mất. À chú là dưỡng hả?
không, chú ruột. Em trai ruột. Em của bố. À, không, em không, của... Mày em trai ruột. Em trai ruột con. Em trai ruột thì lấy vợ muộn, nên là chưa lấy vợ là chưa ra ở riêng được. Năm ngoái mới lấy. Mẹ em của em. Ờ, và mẹ. Chú tưởng là ở chung chú ruột. Chú mẹ, chú. Chú em. Chú em. Em ruột. Thôi giờ để Khương phỏng vấn anh chàng rất là lạc quan yêu đời đó đi. Tuy rằng là nhà mất nhưng mà chàng ta thấy rất là giống như vậy, như cái chấp nhận số phận đó. Không than thở và cũng không có thấy lạc quan đó. Phải như vậy chứ. Không lẽ giờ sập nhà cái rồi mình buồn quá, cái rồi mình rầu rĩ, rồi bệnh hoạn, rồi cũng đâu giải quyết được gì đâu. Cho nên là tinh thần của em trai đó Ngọc Huyền lại thấy rất là quý luôn. Trời, nó sạt lở vậy nè, em thấy không? Nhà còn gì nữa đâu. Ở quý bà con, cô bác thấy không? Trời ơi. Trời ơi. Đúng là còn quá nhiều điều cần phải chia sẻ, nhất là những người mà họ lại họ lúc nào cũng tạo cho mình một cái niềm lạc quan, cố gắng để sống dù là nó có xảy ra tất cả những nguy cơ biến cố gì đó. Thương lắm luôn. Nói chung là Ngọc Huyền thấy nhìn ra view rất là đẹp luôn. Đúng rồi, nhà cái view này view triệu đô. View này của mình đó, phải nói là nhà mà nhìn ra view vậy đó thì gọi là view gì ta, gọi là mình em nói thôi, nhưng mà thôi giờ mình không nói tiền đô la đây, mà mình nói là view này là một cái view mà an lạc hạnh phúc tuyệt vời lắm luôn đó. Nhưng mà nguy hiểm em ơi. Em coi nè, đất nó sạt lở nè. Chị nghĩ ở đây chắc có cây cối mà cuốn phăng đi luôn nè. Em thấy giống như bên kia có cây đúng không bé Ngân? Đó, có cây đó. Nhưng mà giờ nó cuốn hết, cuốn hết đi luôn. Bên kia cũng đồi núi mà cô bác. Đẹp quá. Chỉ qua cái con dốc đó là biên giới của Việt Nam và Trung Quốc. À, đây cái trạm biên giới ở biên phòng ở đằng kia. Đúng là núi non hùng vĩ thật. Khi mà ta đã đi chặng đường học được sàn khôn, nó học được những cái cảnh này nè, đi kiếm đâu ra ở trong thành phố của chúng ta đúng không? Hiếm lắm. Mà luôn cả miền Tây em nó đất bằng, mình cũng không tìm ra được như vậy. Chỉ có ở trên ngoài Bắc của mình thôi, ở trên Cao Bằng, ở trên đồi núi chúng ta mới có những cái cảnh đẹp như vậy thôi. Nơi đây mà mai mốt mà phát triển về du lịch cũng tốt lắm. Mà mấy cái bờ đá này là phải làm kè lại em ơi. Chứ còn mà để gì đó, mới càng lúc nó càng trùi xuống là... À, nó ba, cậu bé này ba đứa con nha cả nhà. Đó, nghe xa xa Khương vừa phỏng vấn là cậu bé này ba đứa con. Đó, mà nhờ những ngân sách chính phủ giúp đỡ chứ không thôi là không có đủ tiền đâu mà lo cho con trong khoảng cái thời gian khó khăn này. Anh thăm đây địa phương có bên huyện với lại bên xã nè, hướng dẫn tới thăm hỏi gia đình mình, anh cũng gửi ít hỗ trợ của đoàn của anh, gồm có anh với mấy anh chị em với của mạnh thường quân gửi. Nhưng mà em giữ được hay không hay là bên xã giữ? Sao chịu? Bây giờ như này, bây giờ các anh chị ấy tùy theo địa phương à, hỗ trợ tiền. À, thế thì bây giờ là sẽ gửi 40 triệu. Gửi 40 triệu cho gia đình mình. Thế thì cái tiền này là để tiền hỗ trợ để mình dựng cái ngôi nhà mới thôi. Thế thì đưa cho như thế này thì mình có cầm để cam đoan dựng nhà được không? Phải chăm gia đình không hay là chỉ sợ lại tiêu vào những cái vấn đề khác thì nó sẽ không đúng cái ấy. Mục đích sau này là mình tiêu lung tung lại không có tiền để dựng nhà nữa. Thế bây giờ là có thể cho xã giữ hay là cá nhân có giữ được không? Tại vì bây giờ anh cũng lớn rồi thì chắc là cũng tính toán được không? Này cho ý kiến như này.
xã thì cụ thể biết đồng chí là cũng hiền lành các thứ đúng không, hay là như là hộ nghèo hiền lành, giờ mà các đoàn mạnh thường quân hỗ trợ cho mình thì chủ nhà mình cầm về là mình gửi ngân hàng để là mình lại qua đây sáng, để gửi để xong tới đây mình sẽ múc đất ra, xong lúc xem ngày lại sửa nhà thì mình làm nhà thì mình lấy về đúng rồi, để tốt hết. Cũng để nhà mình thì nhà mình cũng ở trên địa phương mình thì cũng nhà gỗ, thì thuộc hộ nghèo nữa thì mình cũng hay đi vào đồng nương làm nương, nên để nhà tiền ở nhà cũng chả yên tâm. Đấy, các mạnh thường quân hỗ trợ cho mình thì mình đi gửi ngân hàng, cho dù mình vẫn nợ ngân hàng nhưng mình vẫn phải đi gửi ngân hàng để giữ để cho an toàn. Tới này mình đúng rồi đấy. Tùy theo địa phương, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhà. Và nếu mà mình giữ được thì mình giữ, còn không giữ được đưa xã mốt cất nhà cái người ta bàn giao lại. Ở đây người ta có giấy tờ chứng từ đàng hoàng. Đó. Còn nếu mình giữ được thì xã còn yên ta còn dễ dàng hơn nữa. Sợ cho xã phải giữ, nhiều khi còn cũng cực cho xã, mà nhiều khi nhiều bà con bác tại không ưng, đúng không? Còn anh nghĩ chắc em giữ được, tại vì em cũng lo cất nhà mà. Có nhà cửa. Bây giờ các anh chị hỗ trợ 40 triệu, thế thì mình mang đi gửi ngân hàng nhé. Điều giữ được là vào mình đi ngân hàng gửi vào tiết kiệm. Rồi, đấy. Rồi khi nào cất khoảng chắc tháng nữa chắc cũng... Bây giờ mình đi vào nộp lãi, như bây giờ vào nộp lãi tháng 9 là gửi ngân hàng chính sách, gửi cho tiết kiệm luôn. Đấy, như thế tức là cho thì mình cất đi để sau này dồn, xong rồi tới nay hỗ trợ nữa thì trong vòng một tháng mình cũng phải cất được một cái nhà trong đó để ở rồi đấy. Mai mốt là bên xã người ta có cái tiền hỗ trợ về là mình cộng vô, mình cất nhà liền. Vâng. Rồi nửa tháng sau anh đi ra đây anh coi có gì ăn tân gia đấy. Okay không? Nửa tháng nữa ăn tân gia được không? Người xỉu tôi một quyền về hát luôn. Đúng rồi, mừng tân gia luôn. Chạy xuống hát free. Tại vì bây giờ hát không tính tiền, hát tặng. Hát mừng tân gia. Dễ gì kịp. Gẹo như vậy, cái này là bây giờ còn lại phải thuê máy để múc cái này đi. Nó chưa bây giờ là trong bão lũ mà nó giờ thiệt hại nhà cửa, cho nên là nhà nước cũng hỗ trợ mình, rồi các đoàn cũng hỗ trợ mình, cho nên bản thân mình cố gắng giữ tiền để mình cất nhà ở, chứ còn mình không có giữ được, mình tiêu xài mà nó không đúng mục đích, mốt mình không có tiền mà không cất được là mình không có trách địa phương được, mà cũng không trách ai được, đúng không? Cái đó là sáng lắm nha. Cái này em hiểu. Rồi thế được. Tại vì còn ba cháu nhỏ nữa mà. Bây giờ làm sao đi ở nhờ mãi được đúng không? Ba đứa nhỏ đi học nó khóc rồi kìa. Lớp 1, đứa học lớp mấy? Một đứa cả học lớp 4. Hai đứa song sinh học lớp 1. Vậy tính cho học tới lớp mấy? Học lớp 9 nghỉ không? Sinh đôi. Dạ. Tính học lớp mấy? Tính sau này á? Ừ. Xem các cháu thế nào đâu. Nhưng mà riêng bản thân em thì em tính cho học tới lớp mấy? Nếu học được cho học hết. Học hết luôn à? Học lên đại học đâu nha, được, học thành tài luôn ha. Được thi được đại học cao đẳng thì càng tốt. Được. Ở đó em học tới lớp mấy? Em học trước cũng học thêm 12. Đấy, 12 rồi. Luôn hả? Ở xứ này em học 12 là giỏi lắm á. Giỏi lắm á. Rồi sao không đi học nữa? Kêu như không có điều kiện. Gia đình bố mẹ khó khăn. Mà tốt nghiệp 12 không? Tốt nghiệp. Được lỗi gì? Trung bình thôi. Giờ đó có thi đại học gì không, hay là không, hết 12 không có điều kiện đi thì không có tiền đi. Đi học cấp 2 còn toàn đi nhờ anh em. 38 tuổi là cũng cùng thời nhỏ mình có 2 tuổi 3 tuổi mà đi học được hết 12 mà ở đây là toàn đi bộ cực kỳ khó khăn luôn nha. Làm gì? Không về nhà bao giờ đâu, đi ăn à. Giỏi quá. Đi nhờ anh em đi. Khác kiến như học cấp 3 là thứ bảy chủ nhật là lên rừng đi cây đổ này chặt về bán doanh nghiệp. Yếu sống gọi mẫu hang nãy giờ chị thấy rung rúm nước mắt khóc đó. Khi mà nghe mình gửi tặng tiền là rung rúm nước mắt khóc rồi em chọc cho chàng ta hết khóc đó, cố gắng làm nè, cũng tay chân cũng sần hết rồi, cũng hư móng hơn móng chân hư hết. Ba con nhỏ nữa thì không làm thì lấy ra cố gắng thôi. Vậy nè, này bây giờ riêng anh thấy bây giờ anh nói chung anh bão lũ thì bị ảnh hưởng nhiều, đó nhà cửa mất mát nhiều, thì nói chung là hỗ trợ đều nhau hết, hỗ 40 triệu. Nhưng mà riêng anh thấy em là cũng có cái quan tâm lo lắng cho mấy đứa nhỏ học, thì anh gửi thêm để em để dự phòng cái tiền cất nhà, còn mình gửi thêm ít. Vậy là thấy mới vừa chị nghe nói là mới vừa đóng tiền cho mấy đứa nhỏ học ba hết 3 triệu rồi, ba đứa hết 3 triệu rồi. Cất nhà khoảng đâu rồi để cho tụi nó học để dự phòng á. Mua sách vở. Nhiều khi là tiền ăn. Tiền ăn, tiền uống, học hành nữa, nhiều khi sách vở chưa nộp.
Khách vợ chưa nộp đúng hả? Trời ơi, thương quá. Ba đứa nhỏ đang ở nhà nhà hả? Hôm qua nộp. Bây giờ đang ở trường. Đang trường hả? Đưa cả này xuống học tiếng Anh ở trường xá. Mấy vợ. Ở đây đi học tiếng Anh nghe cũng dữ nghe. Tất cả dồn về dưới một điểm điểm chính mới có cái phòng để học tiếng Anh với học tin, còn ở trên những cái điểm lẻ đây không có. Thì cũng như chính quyền địa phương hai đứa học ở điểm Chalec đúng không? Chalec hết. À đấy cái chỗ lúc đấy mình quay đầu với điểm trường. Chalec A hay Chalec B? Chalec một chữ. Chalec nhưng mà Chalec Bến Tre đâu. Anh học Chalec B. Cô tưởng Chalec Bến Tre. Chalec. Gái anh 20 triệu nữa đi. Điểm trường. Thì bây giờ như nè. Nói chung là anh thì nói chung là cái gì giúp thì giúp cái nghèo cái khó thì không biết khi nào mà hết nghèo hết khó đó, gì chỉ hỗ trợ bằng cái tấm lòng của quý bà con bác Mạnh Thường Quân gửi thì hỗ trợ cho em được 40 triệu để cất nhà. Còn anh riêng anh thì anh nghĩ cái đường xa đường dài cái ý là chắc nó rớt học hành thì chỉ có cái con đường đó mới giúp cho được mấy đứa nhỏ, như vậy sau này giúp cho em nên em gắng cố gắng ha. Chứ còn sáng giờ anh đi thiệt sự là mấy hộ đủ em đủ hết cân. Mấy hộ mà bị cân đủ luôn 10 sập nhà đó thì anh cũng gửi 40 triệu à. 5 triệu. Dạ, anh cũng bất ngờ khi mà ở đây mà em học hết 12 á. Đủ hả? Là đủ. Coi gì chứ đổi luôn á, nhưng mà nhiều khi 5 triệu. Cũng gắng cố gắng cũng có ước mơ để học để sau này có một cái công việc nó tốt, nhưng mà nhiều khi tới 12 được cái hết tiền rồi nhiều khi cái ăn cái mặt mình phải lo trước mắt không có theo nổi. Cho nên là anh nghĩ chắc em cũng có nhiều ước mơ và mình phải gãy ngang rồi, bây giờ chắc cũng có ba đứa con gắng cố gắng cho nó học. Thì xích vô đây rồi gắng cho nó học thì thôi là em đã có sự cố gắng gì thì anh nghĩ là sẽ nếu mà bản thân mình cố gắng sẽ được ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Không gắng cố gắng thì chị đồng quan điểm với lại Khương. Đó là chút sáng đó nha. Ước mơ sẽ thành hiện thực, nhất là dứt khoát làm cực khổ gì cũng ráng cho các con mình học đại học cao đẳng giống như ước mơ của em vậy đó. Cho nên nãy đúng là tụi chị chỉ có là hỗ trợ có 40 triệu thôi, nhưng mà bây giờ là thiếu quyết định em tổng cộng mới có 50 à. Ủa đây chị coi cho đây này, tiền cất nhà 40 một cái mổ sắp này là 5 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 à, à em cái này mới có 20 triệu à. 10 triệu à. Xin lỗi em đến thiếu hết 2 sắp. 2 sắp à. Mệt rồi, đứa nào cũng mệt rồi, đi từ sáng giờ say nắng hết rồi. Đi rồi. Qua rồi dạ, Khương. Đi từ sáng này rồi. Là 40 triệu còn kia 20 triệu đó Khương. Cái này có nhà. Là chừng nữa là bên xã rồi xuống kiểm tra là mình phải đi, có cái nhà. Ngân hàng nhá. 40 triệu mới đi gửi ngân hàng. Này cầm. Cầm em, cầm đi sáng. Còn cái này là để trong nhà. Vậy bỏ trong hũ rồi đào xuống đất á, mình chôn lại. Xong xong rồi đi học. 20 năm nó khui nó ra. Không, anh nghĩ cái này số tiền nó khá lớn, nó sẽ nó cần chắc cũng cả nửa năm để em đi làm để có được số tiền này á. Có nghĩa là khi mình năm của gia đình này thu nhập có khi còn không bằng. Coi mình như là dành hỗ trợ lại 60 triệu bị sập. Vay ngân hàng. Là mình để dành cái này biết sao không? Để thí dụ là mình vẫn gắng cố gắng lo, nhưng mà khi nhiều khi mà nó túng thiếu quá, mình không mượn ai được không gì đó, mình thí dụ cần thiết mình rút ra 1 triệu 2 triệu mình đóng học phí cho mấy nhỏ để nó học. Đúng nói rồi. Chung là dự phòng cho mình. Rồi là cái gắng cái này là cái tương lai của con em với em á ha. Để cho em gắng giữ gìn ha. Rồi anh nói chung là anh cũng rất là khuyến khích những cái tinh thần học tập, chỉ có học hành rồi mình mới có một cái cơ hội để mình mở mang cái tri thức để mình có cái nghề nghiệp. Chứ còn bà quá thấy khi vừa đi qua nay ở đây thực sự là thấy cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực, cái sức lao động của bạn bác, nhưng mà thực sự là ở đây nó quá khắc nghiệt. Dạ đây chỉ có làm rẫy làm nương, rồi thật sự không có cái dịch vụ, không có khu công nghiệp, mà cũng không nó có cái ngành nghề để làm mà để nó kiếm một cái thu nhập cho nó dễ dàng chứ. Bạn bác thấy là hình như là đồi núi không à, nó không có đồng bằng, và nhà ở của bà con mình toàn toàn là dựa vô núi, nó có một khoảng bằng cái bạn bác người ta khoét một cái chỗ đó người ta cất nhà ta ở, cho nên là thấy thường ngày thì bạn bác thấy cảnh nó rất là đẹp, nhưng mà khi mà mưa gió tới á dạ, sạt lở thì nó rất là nguy hiểm đó. Cho nên là không phải là có những người cũng ráng cố gắng làm lắm chứ, nhưng mà có thể là nơi mình ở không có điều kiện, không giống như bà Thùy, giống như nơi bà ở dễ kiếm tiền đó, là bà là làm để kiếm bán hộp sòn rồi dễ kiếm tiền lắm, hoặc là giống như chị Quyền có giọng hát đi hát một bài bằng ta làm năm. Cho nên giờ đi hỗ trợ
nó chia sẻ để thấy cái sự đúng cực rồi. Khổ. Dạ, nói chung anh em mình cũng may mắn. Cố gắng nha, anh hy vọng là anh sẽ gọi lại và anh sẽ hỏi thăm và anh nhận được cái tin mừng, tin vui của tụi em là mấy đứa con sau này nó học được thành tài. Vâng. Anh Tường Quân nhỉ? Hả? Không, anh tên là Khương. Anh Khương Dừa. Anh Khương Dừa. Khương Dừa. Đây chị Ngọc Quyền. Khương Dừa, Ngọc Quyền, Thùy, Kim Khiết. Bạn bác hầu như nghe nhạc, ít có nghe cải lương, nhưng mà chị Ngọc Quyền là chỉ là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, ngôi sao sân khấu á. Là mình thấy đây không biết. Bây giờ ngồi đây rồi vào bên kia ngồi nước. Dạ, còn chị Thùy là, em cũng không biết nói là xin vâng là cảm ơn tất cả mọi người là em hứa sẽ cố gắng cho các con học hành là tốt để sau này cảm ơn sự giúp đỡ các nhà hảo tâm. Gắng học theo. Vâng, em học giỏi là em không biết nói gì. Người ta cũng mong là các con sẽ trả theo các cô chú. Đâu có con học giỏi. Chắc anh chạy anh, anh chạy tới anh cũng không biết. Anh Khương Dừa ơi, với đoàn lên này. Dạ. Thì em xin phép tôi là cán bộ đồn biên phòng Cốc Bàng. Dạ. Bây giờ là tổ công tác đóng quân tại đây. Dạ. Mà ở đây là đồng chí Sán ấy. Dạ. Thì là công dân trong cái xóm là Nhùng. Đấy là cái tổ của tôi quản lý đây. Dạ. Thì hôm nay thì có đoàn đến. Đấy, vừa là sẻ chia. Đấy, dạ. Đến gọi là chia sẻ với gia đình có những cái sự việc xảy ra bão lũ vừa rồi. Thì nay tôi xin phép thay mặt tổ công tác 10 đoàn xuống đơn vị để chia nước. Dạ dạ, để ghé thăm. Dạ, tôi cũng cảm ơn các anh. Bảo quá phía sau ở đây là khu vực biên giới đó, đồ địa hình đồi núi, đồ di chuyển, đồ cách trở treo leo lắm. Tổ nên là nhà anh vào nhà anh chú anh ngồi giữ gìn dạ, anh chị vào trong này uống nước. Đây ông nhà em trai em chú con của ông chú bác sĩ bỏ tiền chú. Vâng, 40 triệu mình đút dài đi, đừng đút cong đấy, đút dài xuống. Không, bỏ túi này được rồi. Không bỏ túi kia nguy hiểm, cho vào túi quần đi. Bỏ cái điện thoại ra đây, đây cái tiền thì cho vào túi quần. Chia đấy, như thế nó sẽ cất cẩn thận, nó sẽ túi cùng vật này sẽ sâu hơn ở kia. Mừng không? Mừng chảy đâu có biết anh đâu không? Nãy giờ khóc hai lần đâu có biết anh đâu không? Chưa biết đi rồi đâu, vào đây. Mở điện thoại lên, mở YouTube coi anh đi vào đây. Mời cho anh xuống với nhà chú Hải đi mà. Ở đây vào đây được. Đây là xuống dưới đồn. Đây xuống chú Anh Long, anh Long là trạm biên phòng. Thế để cho thăm các anh cũng như là bộ đội giữ người. Vào trong lần sau mình mở vào mạng ấy thì đánh vào YouTube ấy thì đánh chữ Khương Dừa vào đấy thì là để nghệ sĩ tới Ngọc Huyền luôn. Ngọc Huyền nữa. Ngọc Huyền luôn. Thầy Kim Khiết luôn. Tới này là như trước em xem em cũng thấy cái clip là anh Khương Dừa đã trao tiền cho mình nhá. Đấy. Dạ rồi, thôi đi bộ cảm ơn ông bác. Dạ kính chúc quý bà bác thật nhiều sức khỏe. Bây giờ Khương Dừa ghé các anh uống miếng nước thăm các anh cái. Dạ rồi mấy anh em Khương Dừa sẽ di chuyển tiếp. Dạ kính chúc bà bác thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye. Dạ. Cảm ơn tất cả quý bà con cô bác theo dõi nha. Tiếp tục yêu thương chia sẻ. Xuống tù à. Kính mời quý bà con xem phim Sầu Riêng vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần từ ngày 20 tây tháng 9 năm 2024 trên kênh YouTube nghệ sĩ Ngọc Huyền Official. Đây là bộ phim web drama đầu tiên của Ngọc Huyền. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của quý bà con dành tặng cho phim Sầu Riêng. Ngọc Huyền trân trọng kính mời. Sầu